Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú luôn nha. Giao lưu một cây sơn liễu đọt đỏ nha. Cây này cái vành vành anh đo vị trí đây là 9 nha, 9 cm nha anh chị cô chú. Còn cái tán bay là 90 nha. Tán bay ra là 90 nha. Một cây sơn liễu nha. Cốt này quá lớn nha, quá già luôn. Em có để thấu keo sát bên anh chị cô chú so giúp em nha. Cái này em khai thác bầu đất riêng nha anh chị cô chú. Đây. Một cây sơn liễu nha. Bay cò lắc. Rất đẹp nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn nha. Rất già cây nha anh chị cô chú. Em mới để thấu keo anh chị cô chú so lại giúp em nha. Cái thân bay nó bự bằng ngón chân cái em á nha. Rồi,